Với ý tưởng góp phần giúp người tham gia giao thông nâng cao ý thức và chấp hành luật lệ an toàn giao thông, một doanh nghiệp ở Nghệ An đã trưng dụng chính những chiếc xe từ các vụ tai nạn để làm biển cảnh báo tai nạn giao thông. Ý tưởng khá độc đáo này đã gây được sự chú ý của nhiều người tham gia giao thông. Cuối năm 2013, sau khi tìm mua được chiếc ô tô 7 chỗ từ một vụ tai nạn, ông Nguyễn Tiến Định, giám đốc một công ty sản xuất tôn ke chống bão ở thành phố Vinh, đã cho trưng dụng chiếc xe này làm biển cảnh báo tai nạn giao thông tại công ty đoạn giáp quốc lộ 1A. Sau khi đưa vào sử dụng, biển cảnh báo đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, ủng hộ của người tham gia giao thông. Tôi thấy hai cái biển này thì tôi từ nhìn mình là phải đi cảnh giác với tránh con đường này. Vậy là đó là soi hậu quả cho người đi đường thấy không? Để an toàn hơn khi đi đường. Mới đây, ông Định tiếp tục cho trưng dụng 8 chiếc xe máy bị tai nạn, kèm theo đó là những dòng chữ cảnh báo về hậu quả do tai nạn giao thông gây ra. Đến thời điểm này, tại km 456 quốc lộ 1A, đoạn qua xã Nghi Liên, thành phố Vinh, có hai biển cảnh báo tai nạn giao thông khá độc đáo. Bằng hình ảnh thực tế khách quan từ những chiếc xe ô tô, xe máy bị tai nạn, nát đầu, mất đuôi sẽ là thông điệp rõ ràng nhất gửi đến mỗi người dân khi tham gia giao thông qua tuyến đường này. Tuy nhiên, một số người dân lại băn khoăn cho rằng việc dừng biển như thế này có thể sẽ tiềm ẩn tai nạn. Bởi khi điều khiển phương tiện, người tham gia giao thông dễ bị phân tâm do quá tập trung vào biển cảnh báo. Nhìn vào đây đi, người ta không dám là không nhanh vượt ẩu để rồi là gây tai nạn. Nhưng mà về mặt khác thì nó nằm ở cạnh cái đường quốc lộ 1A. Thì nếu như mà người đi mà chui vào đây thì không kêu là không đi quan sát đường thì lại có khi là gây tai nạn. Dựng biển cảnh báo tai nạn giao thông, rõ ràng doanh nghiệp Định Nhàn có mục đích vì cộng đồng, với mong muốn nâng cao ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông của người dân. Tuy nhiên, đây là ý tưởng tự phát, tính hai mặt của vấn đề vẫn chưa được kiểm chứng. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần có khuyến cáo kịp thời để quản lý, định hướng vấn đề này trong thời gian tới.